trang nghiêm lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương ngày 21 tháng 3 năm 2023, tức 30 tháng 2 năm Quý Mão. Danh sách nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được công bố tại lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Buổi lễ có sự quang lâm chính dự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Hiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội nghị, Thượng tọa Thích Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Đồng trưởng ban Tổ chức hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Tọ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trợ lý Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm, các phó ban thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Về phía lãnh đạo, có sự hiện diện của đại diện các bộ ngành trung ương và các cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Ban Dân vận Trung ương, ông Lê Minh Khánh, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Phan Thanh Tuấn, đại diện Cục An ninh Bộ Công an, ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam 63 tỉnh thành, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, quý Phật tử gần xa. Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương có 104 thành viên, trong đó Thượng tọa Thích Đức Thiện làm trưởng ban, hai phó trưởng ban thường trực, 14 phó trưởng ban, các phó thư ký, thủ quỹ và các ủy viên. Đại đức Thích Trúc Thái Minh được phân công đảm trách là một trong các phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ này. Buổi lễ diễn ra thành công viên mãn trong không khí hoan hỷ và trang nghiêm. Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các chương trình và kế hoạch hoạt động trên mọi lĩnh vực quan hệ Phật giáo quốc tế, hoằng pháp, giáo dục, góp phần xây dựng quốc gia và thế giới ngày càng hạnh phúc tốt đẹp hơn.